Thưa quý vị, hôm nay thứ hai ngày 4 tháng 2 năm 2020, bây giờ mời quý vị theo dõi chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Long An. Trong chương trình thời sự 18 giờ 30 phút tối nay có những thông tin đáng chú ý sau. Chốt điểm với ban kiểm tra trung ương thăm và làm việc tại Long An. Đà Nẵng tạm dừng nhận lao động Trung Quốc về quê ăn Tết trở lại Việt Nam. Tình thế giới, số ca tử vong tại Trung Quốc vì virus corona tăng lên 425 người. Thưa quý vị, sáng nay ngày 4 tháng 2, đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương do đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Long An. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Thanh Nghiêm. Trong năm 2019, công tác kiểm tra giám sát của Quỹ ban kiểm tra tỉnh Quỹ Long An được thực hiện hoàn thành theo chỉ tiêu kế hoạch. Theo đó, đã đề nghị tỉnh Quỹ xem xét thi hành kỷ luật với 4 đồng chí tỉnh Quỹ Chiên giới thiệu đề xuất kiểm điểm đối với 12 tập thể lãnh đạo. Đồng thời, Quỹ ban kiểm tra tỉnh quỹ cũng tham gia ban chỉ đạo, tổ giúp việc và các tiểu ban chuẩn bị cho đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ 11 nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Cảm Tú ghi nhận đánh giá cao kết quả đạt được của Quỹ ban kiểm tra tỉnh quỹ Long An, nhất là việc xử lý kịp thời các đảng viên vi phạm, qua đó góp phần củng cố xây dựng tổ chức đảng, tạo niềm tin của quần chúng nhân dân đối với các quỹ đảng chính quyền. Vì nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Quỹ ban Kiểm tra Trung ương, đề nghị Quỹ ban Kiểm tra tỉnh Quỹ Long An phải tập trung kiểm tra thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, đồng thời quan tâm kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, tăng cường kiểm tra, giám sát gắn với trách nhiệm người đứng đầu, xử lý các vấn đề mới phát sinh những vấn đề gây bức xúc trong xã hội và những vấn đề dễ xảy ra sai phạm, nhất là trong vấn đề quản lý đất đai cán bộ, đặc biệt tập trung tham mưu tỉnh quỹ thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp, kiểm tra tư cách đại biểu, giải quyết tố cáo tổ chức đảng, đảng viên, nhất là những trường hợp liên quan đến đại hội. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thường trực tỉnh quỹ, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí trần cẩm tú và khẳng định những hướng dẫn nhắc nhở kinh nghiệm được quỹ ban kiểm tra trung ương chia sẻ là bài học để tỉnh long an thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng trong thời gian tới Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2020, sáng nay, Đảng Quỹ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức họp mặt tuyên dương các tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu và trao tặng quy hiệu đảng đợt 3 tháng 2 năm 2020. Đến dự họp mặt có trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trương Giang Nọ, đại diện lãnh đạo các ban xây dựng đảng tỉnh quỹ tại buổi họp mặt, đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trao tặng quy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 12 đảng viên, đây là những đảng viên ưu tú có quá trình phấn đấu và rèn luyện tốt trong công tác. Ngoài ra, tại buổi họp mặt, đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cũng tuyên dương 14 tổ chức cơ sở đảng, 10 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, 25 đảng viên và đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Trước đó, năm đơn vị tổ chức cơ sở đảng phát biểu tham luận chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng của đơn vị. Chúc mừng các đảng viên nhận quy hiệu 30 năm tuổi đảng và các tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu được tuyên dương. Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Hoàng Đình Cán yêu cầu trong thời gian tới, đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời chuẩn bị thực hiện tốt Úc Đại hội Đảng Bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh diêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra, chiều nay ngày 4 tháng 2 năm 2020, Chủ tịch Quỹ Ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh nguy hiểm đối với người Trần Giang Cần, Chủ trì hội nghị trực tuyến trên địa bàn tỉnh nhằm nắm tiến độ tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Long An. Đến chiều hội nghị có Phó bí thư thường trực tỉnh ủy Nguyễn Giang Được. Đến thời điểm này toàn tỉnh Long An chưa ghi nhận người bị nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra. Hiện tỉnh Long An đã quyết định dừng toàn bộ các hoạt động lễ hội trên địa bàn, các trường học cũng đã cho học sinh nghỉ học, tiến hành phun thuốc khử trùng 10% điểm trường học và các điểm tập trung đông người. Sở y tế đã thành lập 40 đội cơ động phản ứng nhanh, hỗ trợ chuyên môn cho các bệnh viện thu chung, điều trị, chăm sóc và kiểm soát lây nhiễm. Các doanh nghiệp có người lao động là người Trung Quốc cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch phòng tránh trang bị máy đo thân nhiệt. Nếu phát hiện trường hợp bất thường, sẽ cách ly và đưa đến các cơ sở y tế gần nhất. Qua báo cáo thực tế, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Nguyễn Giang Được cho rằng công tác tuyên truyền dịch bệnh trên địa bàn tỉnh còn hạn chế. Một số cơ quan đơn vị, sở ngành còn thờ ơ xem nhẹ dịch bệnh. Do đó, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy nhấn mạnh phải xem công tác phòng chống dịch bệnh là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, khi có dịch bệnh xảy ra phải có phương án chủ động xử lý kịp thời, hạn chế thấp nhất dịch bệnh xảy ra. Tại cuộc họp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm đối với người Trần Văn Cần chỉ đạo các thành viên trong ban chỉ đạo và các sở ngành địa phương thực hiện nghiêm các chỉ thị và kế hoạch ứng phó với dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đồng thời tạm dừng tiếp nhận lao động từ Trung Quốc về Việt Nam. Giao Sở Y tế là đầu mối phối hợp với Cục Y tế Dự phòng ban Chỉ huy Quân sở tỉnh, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh diêm phổi cấp do virus corona theo tình huống dịch, đẩy mạnh công tác truyền thông trên các hệ thống thông tin đại chúng cửa khẩu, thường xuyên kiểm tra báo cáo công tác phòng tránh dịch trên địa bàn, cập nhật tình hình dịch bệnh trên cả nước để có biện pháp xử lý và tuyên truyền kịp thời. Sáng ngày 4 tháng 2 năm 2020, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Tấn Hòa làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trên địa bàn huyện Bến Lức. Đoàn đã đi kiểm tra thực tế trên một số tuyến đường chính trên địa bàn huyện và thực hiện công tác tuyên truyền trực quan và kiểm tra công tác phòng chống bệnh tại trung tâm y tế huyện. Phó Chủ tịch Quỹ ban nhân dân tỉnh Phạm Tấn Hòa lưu ý cần tiếp tục phát huy hơn nữa công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ và tự bảo vệ sức khỏe của mình. Tuyên truyền tập trung tới từng hộ gia đình đối với khu vực bệnh viện, những nơi đông người như trung tâm hành chính công cần phải đeo khẩu trang, tuyên truyền người dân đến khám thực hiện đúng theo các khuyến cáo của Bộ Y tế về các biện pháp phòng chống bệnh. Đối với những khu vực đã khử trùng vẫn tiếp tục duy trì vệ sinh hàng ngày, nhất là nhắc nhở các nhà trẻ tư nhân thực hiện vệ sinh phòng dịch, đặc biệt cần quan tâm kiểm tra xử lý kinh doanh giá bán khẩu trang và chú ý theo dõi người nước ngoài trở về từ dùng dịch. Kể cả người dân địa phương đi du lịch nước ngoài về để thực hiện cách ly theo số ngày đã được khuyến cáo, đảm bảo cho công tác phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra đạt hiệu quả. Quỹ ban dân dân tỉnh vừa ban hành công dân thực hiện công điện số 01 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Theo đó, các sở ngành, quỹ ban nhân dân các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An thực hiện nghiêm túc các kế hoạch công điện công dân của quỹ ban nhân dân tỉnh về phòng chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona trên địa bàn tỉnh. Trên Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên đoàn Lao động tỉnh, các địa phương và các ngành liên quan, yêu cầu các đơn vị doanh nghiệp tổ chức sử dụng lao động là người nước ngoài trên địa bàn tỉnh, dừng tiếp nhận lao động Trung Quốc về quê ăn Tết trở lại Việt Nam làm việc và lao động là người nước ngoài di chuyển qua các dùng dịch trong thời gian công bố dịch bệnh corona. Trong trường hợp đã tiếp nhận trở lại phải báo cáo danh sách cùng với những thông tin cần thiết, thực hiện các biện pháp cách ly tại nơi ở và nơi làm việc theo hướng dẫn của cơ quan y tế, theo dõi kiểm tra sức khỏe trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh Việt Nam, đặc biệt tạm dừng cấp giấy phép lao động mới cho lao động nước ngoài đến từ dùng có dịch trong thời gian Việt Nam công bố dịch. Hôm qua, ngày 3 tháng 2, trên địa bàn tỉnh Long An, hàng chục ngàn công nhân đã trở lại các công ty làm việc sau thời gian nghỉ Tết. Trước tình hình dịch virus corona diễn biến phức tạp, nhiều doanh nghiệp đã triển khai các biện pháp chống dịch ngay tại công ty. Để phòng chống dịch virus corona, một số công ty, nhất là các công ty nước ngoài, đã chủ động tổ chức phát khẩu trang và tiến hành đo thân nhiệt cho tất cả công nhân ngay tại cổng ra vào của công ty. Qua kiểm tra, nếu công nhân có thân nhiệt đảm bảo mới được nhân viên bảo vệ cho vào làm việc bên cạnh đó các công ty cũng cho gián thông báo phát loa thông tin tại nơi làm việc khuyến cáo tất cả công nhân phải đeo khẩu trang y tế rửa tay bằng xà phòng trước giữa và sau ca làm việc ngoài ra các công ty cũng tăng cường nhân sự thuốc men cho bộ phận sức khỏe và phòng y tế trực để xử lý các tình huống có biểu hiện ốm sốt chung là qua cái triển khai phối hợp của công đoàn cơ sở doanh nghiệp là phải nói là rất tốt những doanh nghiệp cũng rất chủ động thứ nhất là trong cái việc là vệ vệ sinh đó là ở đó là doanh nghiệp cũng như là chuẩn bị đó là mua máy đó là đo nhiệt và qua nắm tình hình đến nay đó thì tất cả các cái doanh nghiệp có đông công nhân lao động đều vào làm việc bình thường. Trong văn bản mới nhất của Liên đoàn lao đo động tỉnh gửi đến các công đoàn trực thuộc về việc phòng chống dịch virus corona cũng nêu rõ các cấp công đoàn phải phối hợp tích cực với người sử dụng lao động để theo dõi quản lý tốt sức khỏe người lao động phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh hoặc các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ để được khám và điều trị kịp thời kiên quyết không để dịch lây lan trong doanh nghiệp ngoài ra qua các kênh thông tin như website group của ngành liên đoàn lao động tỉnh cũng đã kịp thời nắm bắt tình hình lao động tuyệt vấn chia sẻ thông tin về tình hình dịch bệnh để công nhân yên tâm làm việc tránh tình trạng quan mang lo lắng đến thời điểm hiện tại đa số công nhân cơ bản đã trở lại làm việc ổn định Thưa quý vị và các bạn, virus corona đang khiến người dân Long An thật sự lo ngại, nhất là vào thời điểm mọi người quay trở lại làm việc sau Tết. Do đó, từ nhiều ngày qua, người dân đã chủ động bảo vệ bản thân khỏi nhiễm bệnh, mà việc làm được chú ý nhất chính là đeo khẩu trang y tế. Dù Long An chưa có ca bệnh nhiễm virus corona nào, nhưng tâm lý đề phòng dịch bệnh của người dân đang rất cao. Trên đường phố, hình ảnh người dân đeo khẩu trang y tế ngày càng phổ biến, nhất là tại các địa điểm công cộng như bệnh viện, siêu thị, trung tâm mua sắm. Người dân cho rằng việc sử dụng khẩu trang khiến họ cảm thấy bất tiện, nhưng là điều cần làm trước dịch viêm phổi cấp do virus corona. Thấy dịch bệnh này nguy hiểm, có thể lây lan nhanh, nên em phòng chống trước là đeo khẩu trang tới các địa điểm như phòng bệnh viện, các chỗ đông người cũng có nghe thông tin trên đài truyền hình và cũng có mang khẩu trang ra đường mang khẩu trang bao Trước nhu cầu tìm mua khẩu trang y tế tăng đột biến đã dẫn đến tình trạng cháy hàng, thậm chí cá biệt có một vài hiệu thuốc còn lợi dụng tình trạng này để nâng giá bán. Thêm vào đó, một số người dân vì quá lo sợ dịch bệnh cho rằng khẩu trang y tế thông thường không có tác dụng phòng bệnh đối với virus corona, nên tìm mua các loại khẩu trang đặc thù như 3M, N95 nhưng phần lớn các hiệu thuốc đều không bán mặt hàng này. Lại là hỏi có có bán khẩu trang 3M với 2N95 không? Em nói không có bán. Mới đột biến là hôm cùng 2 tháng đến giờ này đó là đột biến thôi. Từ khi nghe có nhận. Đúng rồi. Thì nghe nói bộ y tế nói là khẩu trang nó chỉ tác dụng nó giống như người này ho qua người kia thì nó ngăn chặn lại cho mình thôi. Xài cái nào cũng được nhưng mà xài xong mình bỏ giống như khi người chị ho quen đó, thì em có cái này em chặn này rồi xong em xài em bỏ nó đi thì nó an toàn cho mình đi ra đường thì hoặc là đến những chỗ đám đông thì nên mang khẩu trang y tế tế thông thường chỉ trừ khi mà đối với nhân viên y tế mà tiếp xúc với những ca bệnh dương tính thì người ta có những cái cái uh, dụng cụ đồ phòng hộ riêng thì ra thì cũng uh, người dân mình cũng hạn chế đi đến những cái đám đông nếu không cần thiết như vậy, việc dùng khẩu trang y tế cũng có thể phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh corona, nên người dân không nên quá quan mang lo lắng. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là phải biết dùng khẩu trang đúng cách và đúng nơi. Để chủ động phòng chống dịch nCoV, thành phố Đà Nẵng tạm dừng tiếp nhận lao động từ Trung Quốc về quê ăn Tết, quay trở lại Việt Nam làm việc và lao động là người nước ngoài di chuyển qua các vùng dịch trong thời gian công bố dịch nCoV. Theo đó, Chủ tịch Quỹ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan, rà soát thống kê, cập nhật hàng ngày các số liệu thông tin y tế liên quan tới lao động nước ngoài đến từ các vùng có dịch, nhất là lao động Trung Quốc kịp thời báo cáo tham mưu lãnh đạo quỹ ban nhân dân thành phố các giải pháp xử lý khi có dấu hiệu bất thường liên quan đến dịch ncov yêu cầu các đơn vị doanh nghiệp tổ chức trên địa bàn thành phố có sử dụng lao động là người nước ngoài tạm dừng tiếp nhận lao động từ trung quốc về quê ăn tết quay trở lại việt nam làm việc và lao động là người nước ngoài di chuyển qua các dùng dịch trong thời gian công bố dịch ncov trong trường hợp đã tiếp nhận trở lại, doanh nghiệp phải báo cáo danh sách những người lao động nêu trên với những thông tin cần thiết theo yêu cầu, thực hiện các biện pháp cách ly tại nơi ở và nơi làm việc theo hướng dẫn của cơ quan y tế, đồng thời theo dõi kiểm tra sức khỏe trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh Việt Nam. Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng tạm dừng cấp phép lao động mới cho lao động nước ngoài đến từ các vùng có dịch trong thời gian Việt Nam công bố dịch nCoV. Nhằm đẩy mạnh kiểm soát dịch bệnh nCoV, thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cường thêm các bác sĩ trực tại ga Sài Gòn và sân bay Tân Sơn Nhất để tư vấn phòng chống dịch, đồng thời triển khai phun thuốc sát trùng hàng ngày tại các đơn vị vận tải nơi tập trung đông hành khách. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã có công điện gửi đến bến xe, nhà ga để triển khai phun thuốc sát trùng các phương tiện giao thông hàng ngày, các xe liên tỉnh, toa tàu, tăng cường khẩu trang, thuốc rửa tay phục vụ hành khách, các đầu mối vận tải lớn như ga Sài Gòn, bến xe sẽ được tăng cường nhân viên y tế nhằm tuyên truyền, tư vấn phòng chống dịch. Ứng ừ phó dịch bệnh corona, sân bay Tân Sơn Nhất không phân biệt kỳ thị nhưng sẵn sàng ứng phó, phân luồng tuyến rất cẩn thận. Lắp thêm máy đo thân nhiệt ở ga đến quốc nội, đồng thời kiểm soát không để cán bộ, công nhân viên, hành khách chụp ảnh du khách nghi ngờ nhiễm bệnh. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ đạo các đơn vị dần tải chủ động chuẩn bị khẩu trang, dung dịch rửa tay trên các phương tiện bến xe không để phát sinh ca bệnh mới. Ngoài ra, các hiệp hội doanh nghiệp cần yêu cầu lái xe, nhân viên phải mang khẩu trang, khuyến cáo hành khách mang khẩu trang, tuyên truyền rộng rãi những khuyến cáo phòng chống dịch đến người dân.